Xin chào. Trước giờ cả nhà có thấy bé hamster nào có chấm tóc độc lạ và siêu đáng yêu như bé hamster này không ạ? Theo lời chủ shop thú cưng thì bé này cũng thuộc dạng hiếm gặp. Chia sẻ cảm nghĩ của cả nhà khi nhìn bé hamster có chấm tóc độc lạ này với Lily nhé.